Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Hôm nay, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu có một số nội dung đáng chú ý sau. Kỷ niệm 46 năm đại thắng mùa xuân năm 1975, mỗi người dân Việt Nam càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại này. Từ đó nêu cao niềm tự hào dân tộc, trân trọng gìn giữ hòa bình, gìn giữ chủ quyền từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tâm phục vụ hành chính công, học bác nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện Sinh Hồ, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu số 2 tổ chức chương trình Tháng Công nhân năm 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 46 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như là một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhân dịp cả nước chào mừng kỷ niệm 46 năm đại thắng mùa xuân năm 1975. Mời quý vị cùng nhìn lại những diễn biến chính và ý nghĩa của sự kiện lịch sử trọng đại này. Vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam có sự thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng. Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 với chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên. Chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, Gia Định. Sau 5 năm tư, hòa bình lập lại ở miền Bắc, thì ở miền Nam, các thế lực thù địch đứng đầu là đế quốc Mỹ đã dựng nên một chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm. Và đất nước ta vẫn bị chia làm hai miền. Và tiếp tục là dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta thực hiện là một công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hỗ trợ cho tuyến lớn ở miền Nam để tiến hành là cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đối với ngày 30 tháng 4 hàng năm, đối với chúng tôi, những người cựu chiến binh nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung, không chỉ là ngày giải phóng miền Nam mà còn là ngày thống nhất đất nước. Từ nay, non sông về một mối, cả nước đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến lên là xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các của Sài Gòn. Dương Văn Minh vừa lên chức Tổng thống ngày 28 tháng 4, đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Sự kiện 30 tháng 4 đã ghi sâu vào trong tâm trí của em. Đó là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hình ảnh ghi sâu vào trong tâm trí em nhất là cảnh một chiếc xe tăng đạp đổ Dinh Độc Lập để tiến vào giải phóng miền Nam. Là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, em tự hứa với bản thân phải chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành một người công dân tốt, giữ vững chủ quyền đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
làm một giáo viên thì cái ngày 30 tháng 4 này bản thân tôi thì luôn cảm thấy tự hào và biết ơn những hy sinh to lớn của thế hệ cha ông và những anh hùng đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, luôn tự nhắc bản thân là không ngừng cố gắng phấn đấu và giáo dục các thế hệ học sinh noi theo các cái truyền thống của cha ông. Nhân dịp cả nước chào mừng kỷ niệm 46 năm đại thắng mùa xuân năm 1975, mỗi người dân Việt Nam càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa, tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại này. Từ đó, mỗi chúng ta càng nêu cao niềm tự hào dân tộc, biết trân trọng, gìn giữ hòa bình, gìn giữ chủ quyền từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, ra sức thi đua lao động học tập, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, xã Phang Xô Linh, huyện Sìn Hồ đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời phát động các phong trào thi đua chào mừng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ngay từ đầu năm, xã Phang Xô Linh đã xây dựng cụ thể chi tiết từng nhiệm vụ, từng giai đoạn thực hiện các bước, đặc biệt là coi trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh và qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, chi hội và họp bàn. Nhờ đó, chủ trương chính sách và thông tin về cuộc bầu cử đã đến được với mọi người dân. Trong thời gian qua, tôi cũng được cán bộ tuyên truyền để đến ngày sắp ngày bầu cử, để tôi cũng thật ra tôi tham gia để bầu cử những người sáng suốt lựa chọn để lãnh đạo cho nước. Hiện nay, xã Phang Xô Linh đã tiến hành xong các bước hiệp thương, lựa chọn ra 38 đại biểu tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân xã khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau hội nghị hiệp thương lần 3, xã đã tiến hành niêm yết danh sách, tiểu sử các đại biểu tại các điểm bỏ phiếu để cử tri có thể tìm hiểu. Căn cứ theo quy định hướng dẫn và trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, xã đã phân bổ tỷ lệ cơ cấu thành phần hợp lý như tỷ lệ nữ, tỷ lệ người dân tộc thiểu số, tỷ lệ đại biểu trẻ và đại biểu ngoài đảng. Ngoài ra, xã còn thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như in băng đĩa về luật bầu cử, trực tiếp đến các hộ dân trao đổi, thông tin về cuộc bầu cử, từ đó giúp người dân nhận thức, ý thức được quyền và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử. Bản thân tôi thì cũng là người được tuyên truyền là đến ngày bầu cử thì bản thân thì cũng lựa chọn những người có đức có tài để bầu vào đại biểu hội đồng các cấp. Để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ nhất là xã đã thành lập Ủy ban bầu cử xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời nữa là xã đã thành lập được các tổ bầu cử với xã của Phang Xô Linh là thành được 5 đơn vị gồm 6 tổ bầu cử. Đã đến hiện nay thì niêm yết danh sách cử tri tại các bản trên địa bàn và đồng thời nữa là tuyên truyền tốt cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn đến ngày 23 tháng 5 là ngày hội bầu cử của ngày hội của toàn dân bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp để đạt kết quả tốt nhất. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo các quy trình đúng luật nên đến nay, các khu vực bỏ phiếu tại các nhà văn hóa thôn bản sau khi lập danh sách, xã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Đồng thời, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Qua đó giúp người dân nắm rõ và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng luật định. Đặc biệt, đối với các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2019, với tổng số thủ tục hành chính đưa ra giải quyết tại trung tâm là 1.448 thủ tục hành chính của 15 sở ngành, 2 công ty và 2 cơ quan ngành dọc là Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh. Trong đó có 285 thủ tục hành chính được giải quyết tại chỗ. Ngay từ khi đi vào hoạt động, trung tâm đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua. Qua đó đã giúp cho đội ngũ cán bộ công chức, người lao động tại trung tâm nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm tận tụy với công việc
mang đến sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính. Cũng giống như nhiều cán bộ công chức đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, anh Nguyễn Văn Thiết, Sở Giáo dục và Đào tạo, luôn tâm niệm việc học bác không chỉ là việc đăng ký chung chung mà phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Đối với những công chức thường xuyên tiếp xúc với các cá nhân tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính như anh, học bác là phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tụy hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, không gây phiền hà, sách nhiễu, hạn chế không để người dân phải đi lại nhiều lần để giải quyết thủ tục hành chính. Bản thân tôi luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao của mình tại Trung tâm Phục vụ Chính công, bằng những việc làm cụ thể như là thứ nhất là luôn thực hiện nghiêm túc những nội quy quy định của trung tâm, như là về cái giờ giấc làm việc, về cái tư thế tác phong giao tiếp với công dân luôn chuẩn mực đúng theo quy định. Thứ hai là bản thân không ngừng nỗ lực nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở và lãnh đạo trung tâm giao. Đối với các cơ quan tổ chức và công dân đến giao dịch tại bộ phận của lực lượng công an thì bản thân tôi cũng cái nhất là cũng tận tình hướng dẫn chỉ bảo và hướng dẫn chỉ bảo các thủ tục hành chính, những cái gì thiếu sót hoặc là những cái gì mà cần phải bổ sung thì bản thân tôi cũng hướng dẫn rất là nhiệt tình. Cái hai nữa là rút ngắn cái thời gian đi lại của nhân dân và cái thời gian giải quyết thủ tục hồ sơ, ví dụ là đang 5 ngày thì chúng tôi có thể giải quyết trong vòng 2 ngày hoặc có thể là trong ngày để giảm bớt cái việc đi lại của nhân dân. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác, gần 2 năm qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa một cách nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ công chức, người lao động đang làm việc tại trung tâm. Qua học bác đã giúp đội ngũ cán bộ công chức, người lao động nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật, chấp hành tốt nội quy quy chế làm việc, có thái độ giao tiếp lịch sự, niềm nở, ân cần, hướng dẫn tận tình, làm việc có trách nhiệm, góp phần ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn luôn đạt cao. Trong quá trình thực hiện làm nhiệm vụ đây đã vận dụng học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cái công việc cụ thể tại trung tâm, như là đã nâng cao cái tinh thần trách nhiệm trong việc hướng dẫn giải thích tư vấn cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Thì qua kết quả học tập và công việc thì kết quả trong thời gian quý 1 thì trung tâm cũng thực hiện tiếp nhận trên 9.000 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, và đã trong đó tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là trên 3.000 hồ sơ, và trong đó đã giải quyết trả hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp là 100% đạt trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ là có hạn. Hôm nay mình đến đây là làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, thì đến đây được cán bộ hướng dẫn cho rất tận tình và chú đáo và giải quyết rất nhanh gọn, thì trong một ngày là mình làm xong được cái thủ tục thành lập doanh nghiệp mới. Anh cảm thấy mình cảm thấy rất hài lòng. Có thể khẳng định, cũng như nhiều cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại Lai Châu. Thời gian vừa qua, công tác chuẩn bị bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 38 cán bộ, quản lý,
và 283 giáo viên cốt cán cơ sở giáo dục phổ thông đã tham gia bồi dưỡng do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Đồng thời, triển khai bồi dưỡng đại trà tại tỉnh mô đun 1 cho 617 cán bộ quản lý, 5.826 giáo viên. Bồi dưỡng mô đun 2 cho 604 cán bộ quản lý, 5.728 giáo viên. Hiện nay, đang triển khai bồi dưỡng đại trà mô đun 3. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 93 trên 106 xã, phường, thị trấn và hơn 720 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa. Hầu hết nhà văn hóa thôn bản, khu phố đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân. Đây không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt của bản, khu phố, các đoàn thể, mà còn là nơi để triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhà văn hóa cũng là nơi tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, tạo các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi trong cộng đồng. Trung bình mỗi năm, mỗi nhà văn hóa tổ chức từ 30 đến 40 lượt hoạt động như văn nghệ, thể thao, thu hút hàng vạn lượt người tham gia. Ngay từ đầu năm, thành phố Lai Châu đã chỉ đạo ban quản lý dự án thành phố, các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định và dự toán được giao. Đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hoàn ứng vốn đầu tư và nộp hoàn trả dự toán của đơn vị các khoản thu hồi theo kết luận của thanh tra, kiểm toán. Với tổng kế hoạch vốn giao trong năm là trên 96 tỷ đồng, đến nay giá trị giải ngân là gần 21 tỷ đồng, đạt 21,7% kế hoạch vốn giao năm 2021. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định, đẩy nhanh thi công các dự án, tạo quỹ đất, đảm bảo tiến độ. Hiện nay, tổng diện tích chè trên địa bàn tỉnh là 8.482 ha, trong đó diện tích trồng chè mới là 680 ha. Trong 3 tháng đầu năm, sản lượng chè búp tươi toàn tỉnh đạt 2.600 tấn, tăng 1.300 tấn so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo có sản lượng chè búp tươi có chất lượng trong chế biến, các cơ sở sản xuất chè đã phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chè, thu hái, bảo quản sản phẩm cho người trồng chè, đồng thời tổ chức mạng lưới thu mua tại khu trung tâm các thôn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, không phải vận chuyển chè đi xa, thanh toán tiền thu mua chè nhanh và gọn. Thực hiện văn bản số 1092 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19, theo các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông Vận tải Lai Châu yêu cầu các phòng ban đơn vị doanh nghiệp vận tải hành khách, các đơn vị quản lý, khai thác bến xe thực hiện một số nhiệm vụ sau. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh như kiểm tra nhắc nhở nhân viên, người lao động của đơn vị và hành khách thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch, thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi, bố trí dung dịch rửa tay, dung dịch khử khuẩn trên phương tiện, yêu cầu hành khách khai báo y tế, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, lập danh sách, thông tin hành khách và cung cấp cho bến xe sau khi kết thúc hành trình. Kịp thời thông báo các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, có biểu hiện ho sốt, khó thở cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lai Châu. Số điện thoại 02133-791-864, 0915-070-889 hoặc Bộ Y tế 1900-3228 hoặc 1900-9095 và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời để có biện pháp quản lý theo dõi. Các đơn vị quản lý khai thác bến xe thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra đối với lái xe nhân viên phục vụ trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, lưu giữ đầy đủ thông tin hành khách do lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp sau mỗi hành trình và cung cấp cho các cơ quan tổ chức khi có yêu cầu. Bổ sung thêm bồn rửa tay, xà phòng dung dịch sát khuẩn trong khu vực bến xe và trên các phương tiện hành khách. Bắt buộc đeo khẩu trang đúng cách đối với tất cả người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ hành khách và tất cả mọi người trong khu vực bến xe và trên phương tiện vận tải hành khách. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan, kiểm tra các đơn vị cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định về hướng dẫn phòng chống dịch, chở quá số người quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện Sìn Hồ, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu tổ chức chương trình Tháng Công nhân năm 2021. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện, Ban Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công đoàn cùng đông đảo cán bộ công nhân của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tính đến thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2 có 892 lao động, trong đó 382 người đã được biên chế, đảm nhiệm việc chăm sóc gần 2.700 ha cao su. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng công ty vẫn luôn sát cánh và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn công ty đã tăng cường hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động, thăm hỏi tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm xã hội và mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động. Công ty của mình ấy, nó sẽ hỗ trợ nhiều thứ, nhiều cái mà theo giờ giấc của chúng tôi đi làm thì nó cũng theo quy định của ông trưởng đã được giao thì chúng tôi cũng đi làm theo đúng giờ đúng giấc. Mà làm có quy định có sản lợn, tiền nong thì là cũng giảm đầy đủ luôn. Trong cái thời điểm mà từ quý 1 thì bước đầu thì công ty đã có những cái kế hoạch cụ thể và có cái chăm lo đến cho cán bộ công nhân viên. Thì công ty đã chuẩn bị cái trang bị thiết bị vật tư đầy đủ cho công nhân. Công ty cũng đã tổ chức phát bảo hộ lao động cho công nhân trong quý 1 để công nhân có cái đồ bảo hộ đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Và đặc biệt là chăm lo đến cái đời sống, tức là theo tiền lương thì công ty khoản sản phẩm cho người dân, cho công nhân. Nhưng mà đến 15 hàng tháng thì công ty chi trả đầy đủ tiền lương cho công nhân. Và không thiếu tiền công nhân, tiền lương công nhân. Cuối tháng 4 này, đầu tháng 5 thì công ty cũng đã tổ chức phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Được biết chương trình giao lưu tháng công nhân năm 2021 có trên 130 đại biểu tham gia. Trong đó có đoàn viên công đoàn thuộc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu 2 và công đoàn các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ. Tại chương trình, các đoàn viên đã cùng Liên đoàn Lao động các cấp ôn lại truyền thống của giai cấp công nhân qua các thời kỳ, thành tích tiêu biểu, nổi bật của các cấp Liên đoàn Lao động tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tiến hành tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, ban tổ chức cũng tổ chức tập huấn kỹ năng thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp. Các đại biểu và công đoàn viên đã tham gia giao lưu văn nghệ, tìm hiểu các chính sách pháp luật và luật bầu cử. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty Cổ phần Cao su 2 đã tặng quà cho 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương 20 công nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất. Trong chương trình tổ chức đợt này, thì chúng tôi có tổ chức cho công nhân viên chức lao động của Công ty Cao su Lai Châu 2 với công nhân viên chức lao động ở trên địa bàn của xã Chăn Nưa được giao lưu để tìm hiểu về nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cũng như là tìm hiểu về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình cũng đã lựa chọn, rà soát những cái công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà, và cùng với Công ty Cao su Lai Châu số 2 lựa chọn những cái công nhân có những cái nhiều đóng góp cho cái công tác lao động sản xuất thì cũng để biểu dương nhân cái dịp tháng công nhân năm 2021 này. Năm 2021, tháng công nhân sẽ có chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó phát triển. Với chủ đề này, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm mái nhà chung ấm áp nghĩa tình, để mỗi đoàn viên công đoàn có thêm niềm tin, nghị lực, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.